Để tôi giới thiệu trước. Để tôi. Anh cỏ thấp, tôi cỏ cao. Để tôi giới thiệu trước cho. Tôi giới thiệu trước. Không, để em giới thiệu trước. Không, để anh giới thiệu trước. Thôi mệt mấy hai anh quá. Hai bạn ai giới thiệu trước cũng được. Rồi, khủng long cao cổ. Hãy ra tự giới thiệu cho bản thân mình thế nào. Đầu tiên mình xin tự giới thiệu, mình là khủng long cao cổ. Đó, mình sinh ra trong một cái gia đình là gồm có 144 anh em nha. Khi các bạn mua về thì cái sản phẩm của mình đó, nó có một cái bọc như thế này. Các bạn tháo bọc ra và bên trong nó có một cái sợi dây nha. Sợi dây này các bạn. Sợi dây để làm gì? Sợi dây này các bạn buộc vào cái lưng đó. Buộc vào cái lưng. Dẫn mình đi đâu á, các bạn có đi công viên, đi chợ, đi chơi, đi bất cứ nơi đâu hay đi du lịch á, thì các bạn xách mình theo rất là dễ dàng. Đây các bạn nhìn đây, xách mình theo rất là dễ dàng đó. Ở với mình á, thì mình nó có một công tắc. Đây, công tắc dưới này đó. Cái loa, nó có một cái loa phát nhạc các bạn. Sản phẩm của mình đi á, thì nó có nhạc, đèn đó. Công tắc á, thì thích á, thì các bạn mở, không thích á, thì tắt, rất là tiện lợi mà dễ xài nha. Đây các bạn nhìn đây. Ok. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy biết kích thước chi tiết của mình luôn nha. Ok. Thì cái kích thước của mình á, như thế này. Mình có cái chiều dài là từ cái đầu đến cái đuôi nha các bạn. Là nó khoảng cả 25 cm. Các bạn nhìn kỹ nha. Đây. Đây là mình đo thực tế cho các bạn nhìn thấy luôn. Là 25 cm. Các bạn thấy không? Rồi, mình có chiều cao là bao nhiêu? Cái chiều cao của mình tính từ cái chân lên nha các bạn, tính từ cái chân lên cái đầu nha. Đây các bạn nhìn đây. Chiều cao của mình là tính rồi, tới con mắt. Cái này là nó gần 18 cm. Đây các bạn nha. 17 phải mấy, gần 18 cm. Rồi các bạn hình dung như vậy đây. Rồi cái bề ngang của mình. Cái bề ngang của mình là bao nhiêu? Cái bề ngang của mình á, là nó có kích thước từ, tính từ hai chân qua các bạn nha. Cái này gọi là bề rộng. Đây các bạn nhìn đây. Là nó khoảng cỡ 7 cm nha các bạn. 7 cm. Các bạn nhìn nha, kỹ nha. Đây, 7 cm. Rồi ok. Mình hoạt động bằng hai chiếc pin. Khi các bạn mua về thì các bạn tháo pin mình nằm dưới này. Các bạn tháo hai viên pin ra, lắp vô. Các bạn nên nhớ là cái bề bằng của đít pin đó là cái lò xo nha. Đấy. Và cái bề đầu trên của mình đó là nó nằm ở phía trên. Đấy. Các bạn thấy không? Đó, thì ở đây có công tắc nè, các bạn, công tắc. Các bạn bật lên thì nó chạy. À, bật xuống để tắt. Đó, bật lên thì chạy, bật xuống để tắt. Đó, ok. Thì cái sản phẩm của mình thì nó gồm có 3 màu nha các bạn. Đó, 3 màu theo hình ảnh. Hình ảnh mình có đưa lên trên ảnh đó. Rồi ok các bạn, mình đã giới thiệu xong về cái sản phẩm con hươu cao cổ rồi, cái khủng long cao cổ. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về con tê giác. Anh khủng long cao cổ đã dành giới thiệu với em trước, thì bây giờ anh đã khủng long cao cổ giới thiệu xong giờ tới em nha. Thì em cũng xin tự giới thiệu em là con tê giác. Thì cái chức năng của mình là như thế nào? Thì trước hết thì mình sẽ cho các bạn thấy về cái kích thước của mình, để coi mình với khủng long cao cổ coi thì ai sẽ dài hơn ai nha. Rồi cái kích thước của mình là mình tính cái chiều dài từ cái đuôi sang tới cái đầu. Các bạn nhìn thấy đây, nó là 27 cm các bạn. 27 cm. Đây các bạn nhìn kỹ, 27 cm. Cái chiều cao của mình thì nó cũng không có thấp hơn khúc câu cổ rồi, tại vì em khúc câu cổ đậu rất là cao. Đấy, mình tính từ lên đây thì của mình là 12 cm, các bạn nhìn này, thấy không? Đó, tính từ cái miếng này là 12 cm, ok nha. Rồi cái bề rộng của mình thì chắc cũng bằng cái bề ngang của anh Khủng Long Câu Cỏ thôi. Đấy, cái bề rộng của mình là nó sẽ 7 cm. Đây các bạn nhìn kỹ, tính đến cái miếng này là 8 cm, 8 cm. Rồi ok, thì mình cũng sử dụng bằng 2 chiếc pin giống như anh Khủng Long Câu Cỏ vậy thôi. Đây, 2 chiếc pin này đó, mình xài bằng năng lượng là pin đó. Pin con ó, có vàng hay ó đỏ, hay là pin tiểu, pin AA thì các bạn mua ở đâu cũng được. Các bạn vô tạp hóa mua là sẽ có những sản phẩm này nha. Thì nó cũng dùng 2 chiếc pin này. Thì mình cũng có một cọng dây giống như anh Khủng Long Câu Cỏ vậy thôi, cọng dây. Thì cọng dây này các bạn cũng phải buộc vào cái lưng của mình nè. Đó, thì cũng giống như anh Khủng Long Câu Cỏ thì khi các bạn đi đâu chơi á, được ba mẹ dẫn đi chơi, đi công viên hay đi chợ hay đi du lịch gì đó thì các bạn xách theo mình, rất là tiện lợi, rất là dễ xài đó. Đó, các bạn thấy rõ không? Các bạn buộc vào lưng nè, mua về để các bạn buộc vào lưng. Rồi ok, thì mình ở dưới này cũng có một con tắc mình nằm dưới cổ nè, các bạn nhìn kỹ nè, đó con tắc đây, tắt nằm dưới cổ thì các bạn bật lên thì nó chạy đó, các bạn bật xuống thì tắt đó, ok đó. Thì các bạn muốn đi chơi đâu thì các bạn bật lên thì nó chơi, còn nếu như mà không đi chơi nó tắt nữa thì đó, tốn tiền pin đó. Ok, thì mình là Tê Giác đây, còn mình là Khủng Long Câu Cỏ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.